xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một chút về cái mẫu xe có giá bán gần như là cao nhất của Toyota tại Việt Nam. Đó chính là Toyota Land Cruiser V8. Đây là phiên bản nhập khẩu từ Nhật Bản. Hôm trước thì tôi có xem trên xe hay có một cái phiên bản nhập khẩu Trung Đông mang tên là VXS. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thử xem cái bản nhập khẩu Nhật Bản này có giá bán khá là thấp so với bản Trung Đông. Chiếc xe này thì đang có giá bán khoảng 4 tỷ, còn bản Trung Đông thì khoảng 7 tỷ. Về cơ bản thì chúng ta sẽ có cái xe này có gì với mức giá 4 tỷ, chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây. Vẫn như thường lệ thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái đầu xe trước. Các bạn thấy quan sát đây là phần hệ thống đèn của xe, toàn bộ full LED hết. Có xi nhan thì chúng ta vẫn sử dụng halogen này. Cùng với đó ở phía dưới này, đèn sương mù này. Ở vị trí đèn sương mù này thì chúng ta vẫn có là đèn sương mù halogen thôi. Cũng hợp lý, tại vì đèn sương mù halogen thì sẽ phá sương tốt hơn so với đèn sương mù LED. Tuy nhiên bù lại chúng ta có đèn chiếu xa projector LED, chiếu gần cũng projector LED. Và dưới này cũng có một cái giải LED rất là đẹp. Cùng với đó là một cái hệ thống rửa đèn. Chúng ta sẽ cùng tiến tới bên này. Đây là vị trí cái hệ thống mặt ca lăng. Các bạn thấy này, toàn bộ hệ thống mặt ca lăng này rất là đẹp, những cái thanh cực kỳ to luôn. Có một chút khác biệt giữa phiên bản Trung Đông với phiên bản Việt Nam, đó là cái vị trí logo này. Nếu ở phiên bản Trung Đông thì chúng ta sẽ có một cái logo 3D, tại vì ở đó người ta sẽ tích hợp thêm một cái camera để xử lý cho chức năng cảnh báo va chạm và hỗ trợ lệch làn đường. Tổng thể phần đầu xe thì theo tôi về cơ bản nó sẽ không khác biệt nhiều so với bản Trung Đông và bản Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra phần thân xe. Ở phần thân xe, điểm đầu tiên mà tôi thấy không được hợp lý lắm đó chính là cái bộ la răng này. Chúng ta sẽ chỉ có một bộ la răng 18 inch thôi. Đáng lý ra ở những chiếc xe full size như thế này thì bộ la răng 22 inch sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên thì ở phiên bản Trung Đông chúng ta sẽ có một cái bộ la răng có thể nói là upright thì chuẩn hơn. Còn ở đây chúng ta sẽ chỉ có một bộ la răng khá là thông thường. Đây là phần gương chiếu hậu của xe. Được tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng, đó là đèn LED này, xi nhan LED, gập điện và chỉnh điện. Các bạn lưu ý một chút là đây, tại vị trí này chúng ta sẽ có một cái, các bạn nhìn thấy không, nó giống như là cảnh báo điểm mù đó. Tuy nhiên thì hệ thống này là một hệ thống lắp thêm, còn nguyên bản theo xe thì không có. Hệ thống cảnh báo điểm mù này được cung cấp bởi Thiên Minh Auto Safety. Và nó hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sau. Tay nắm cửa này cỡ lớn, rất là chắc chắn. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái thanh nẹp chrome. Bệ bước chân này, bệ bước chân này cũng là một điểm khác biệt giữa xe Nhật và xe Trung Đông. Ở xe Trung Đông thì chúng ta sẽ có một cái bệ bước chân này bằng điện, tức là khi các bạn kéo cửa như này này đó, thì bậc nó sẽ thò ra thụt vào tùy theo cái cơ cấu cửa. Còn với bản Nhật Bản này thì chúng ta sẽ cố định luôn. Ra phần đuôi xe một chút. Ở phần đuôi xe này là điểm mà tôi thấy gần như không có sự khác biệt gì giữa VXS và bản V8 này. Bản VXS thì có thêm một cái ký hiệu VXS ở đây, rất là đẹp, bản Trung Đông. Còn ở Việt Nam chúng ta thì không có, sẽ chỉ có một cái ký hiệu V8 ở đây thôi. Mở cốp thì các bạn lưu ý là cốp này chúng ta vẫn sử dụng là cốp cơ có trợ lực. Còn đối với bản VXS Trung Đông ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một cái trợ lực nhỏ ở đây để chia đôi và hỗ trợ cho cái phần mở cốp phía sau này. Land Cruiser thì nó khác biệt so với Land Prado. Đối với cái xe Land Prado ấy, thì chúng ta sẽ mở theo kiểu mở ngang như thế này. Còn các bạn nhìn thấy đấy, Land V8 còn gọi là LC thì chúng ta sẽ mở như thế này. Đây, hoàn toàn cốp, hoàn toàn bằng cơ hết, khá là nặng. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta vào trong nội thất xe một chút để xem cái bản này nó có gì đặc biệt. Ok, bây giờ chúng ta vào trong xe. Rất là chắc chắn. Các bạn có thể quan sát thấy đây, điểm đầu tiên đó là toàn bộ cái chi tiết này đều bằng gỗ. Và gỗ này không phải gỗ bóng nhá, gỗ lì. Rất là xịn luôn. Ba vị trí nhớ ghế này. Đó. Tay nắm cửa phía trong, cái này là nhôm phay xước, rất là đẹp. Hệ thống cửa kính chống kẹt tất cả các cửa, tất cả các vị trí. Tay nắm cửa phía trong cũng được mạ chrome sáng bóng. Và toàn bộ những cái chi tiết ở đây này, tất cả đều bằng da hết.
Đó rồi, ok, bây giờ chúng ta lên xe. Đầu tiên các bạn nhìn này, cái chìa khóa nó sẽ khác biệt so với cái bản cũ. Tôi nhớ là cái bản cũ thì cái chìa khóa của nó không được đẹp như này đâu, và bây giờ thì được thay đổi khá là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi, cốp mở cơ nên là chúng ta sẽ không thể tích hợp cái hệ thống mở cửa, mở cốp sau trên cái chìa khóa này được. Phía mặt đằng sau này thì chúng ta sẽ được rất là rõ ràng, Land Cruiser. Ok, bây giờ tôi sẽ khởi động lên nào. Các bạn nhìn cái vô lăng này, đó. Đây là một hệ thống vô lăng ra vào thông minh. Và cái vô lăng này nhá, thì chúng ta sẽ có cái cơ cấu chỉnh điện ở bên này, đó. Điểm tôi thích nhất ở trên cái vô lăng này có lẽ là cái phần ốp gỗ này. Chất liệu gỗ thì giống hệt như trên cái phần táp đi cửa và trên những cái chi tiết khác mà tí nữa tôi sẽ nói sau. Bạn ấy gỗ rất là xịn luôn. Còn ở dưới này này thì vẫn phong cách rất chi là Toyota. Toàn bộ cái này vẫn là nhựa cứng hết. Còn lại thì chúng ta sẽ được bọc da. Ở đây có tích hợp tất cả các nút bấm này, Bluetooth, ra lệnh giọng nói các thứ. Và dưới này là hệ thống Cruise Control, chân ga hành trình, Cruise Control. Ở đây thì có một điểm hơi đáng tiếc một chút. Đó là chúng ta sẽ không có cái lẫy chuyển số trên vô lăng như thế này. Nếu có cái lẫy chuyển số thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn với một chiếc xe địa hình như thế này. Ngoài ra thì cái vị trí bằng nhựa này cũng là một cái vị trí mà tôi không được thích lắm. Tuy nhiên thì nó lại rất quan trọng, tại vì ở vị trí này chúng ta có một cái cơ cấu để nổ túi khí. Nếu mà chỗ này chúng ta bọc da bọc kín hết ấy, thì trong trường hợp mà nổ rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà túi khí nó có nổ bung ra được hay không, hay là nó nổ bên trong. Đây là về phần vô lăng. Chúng ta sẽ quan sát một chút về cái màn hình này. Thấy được không? Cái màn hình này nhìn một cách rất là đơn giản thì tôi thấy là đầy đủ thông số này, rất là cân đối, màn hình sắc nét, OptiTrông. Và các bạn quan sát thấy đây. Tôi nghĩ là với tôi thì cái màn hình này rất đẹp, còn với các bạn thì tôi cũng không biết được. Đó, sở thích của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ là nó hợp lý với cái xe này. Đối với cái ghế này, được rồi, okay. Chúng ta sẽ tiến đến cái bảng điều khiển trung tâm này. Bảng điều khiển trung tâm này là sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản cũ và phiên bản mới. Trước đây thì chúng ta sẽ chỉ có một cái màn hình CD thôi. Tuy nhiên thì hiện tại đấy, Land Cruiser phiên bản mới này chúng ta sẽ có sẵn một cái màn hình gọi là màn hình EVD, màn hình đa chức năng. Các bạn quan sát thấy này, đầy đủ hết tất cả các thông số. Tuy nhiên thì tôi chỉ có một điểm không thích lắm ở cái màn hình này, đó là nó không thật sự sắc nét như kỳ vọng. Ở dưới này chúng ta sẽ có tất cả những cái nút bấm và toàn tất cả đều bằng phím cơ hết, không phải cảm ứng. Là cái phần hộp số của xe thì chiếc Land Cruiser này chúng ta đang sử dụng động cơ 4.6 lít cho công suất tối đa khoảng hơn 300 mã lực, nếu tôi nhớ không nhầm là 343 mã lực tại 5.500 vòng trên phút. Và có một điểm mà sẽ có nhiều người comment ý kiến chắc là cũng sẽ không được tốt lắm, đó là về cái việc chiếc xe có giá gần 4 tỷ này và vẫn chỉ sử dụng hộp số 6 cấp. Thì tôi cũng chia sẻ một chút về cái vấn đề này, tức là bây giờ các bạn thấy có rất nhiều xe sử dụng 8 cấp này, hoặc là bây giờ đến Ford Ranger người ta còn dùng 10 cấp. Thế tại sao cái xe Land Cruiser này 4 tỷ mà chúng ta lại dùng hộp số 6 cấp? Thì các bạn lưu ý là hộp số 6 cấp này khi được tối ưu hóa cùng động cơ ấy, thì sẽ cho một cái cảm giác mà nếu mà gọi là đi chiếc xe nó khá là hỗn, nhưng mà nó sẽ rất là có giá trị thực dụng trong những trường hợp mà chúng ta đi ở đường địa hình. Hộp số 6 cấp thì bao giờ cũng hỗn hơn hộp số 8 cấp hoặc 10 cấp. Đó chính là cái lý do ấy mà các dân chơi Ả Rập, Trung Đông người ta rất thích cái chiếc xe này, tại vì đi ở các đường sa mạc và cát địa hình, những cái dòng như Range Rover hay là Porsche thì tắt điện hết, chỉ có mỗi duy nhất là mình ông Land Cruiser này là sống rồi. Đó chính là cái lý do mà nó khác biệt giữa cái hộp số 6 cấp và các hộp số có cấp nhiều hơn, 8 cấp còn lại. Ở chiếc xe này thì có một điều mà hơi đáng tiếc một chút, đó là với một mẫu xe có giá 4 tỷ này, có lẽ Toyota Việt Nam nên cân đối cho thị trường Việt Nam mình một hệ thống giúp hỗ trợ lái xe an toàn hơn, có thể là cảnh báo va chạm này, cảnh báo lệch làn này, hoặc chỉ đơn thuần là giám sát khoảng cách thế thôi. Nhưng mà rất tiếc là chiếc xe này không có. Tuy nhiên thì với cái Land Cruiser mới này, tôi biết có một nơi có thể cung cấp được cái bộ sản phẩm như vậy, đó chính là bên Thiên Minh Auto Safety. Thì các bạn thấy đây, đây chính là cái bộ mà sản phẩm bên Thiên Minh người ta lắp đặt. Con mắt thứ ba, một hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn cực kỳ thông minh. Dưới này là một cái đồng hồ iWatch, đó sẽ có đầy đủ tất cả các thông số để cho chúng ta
dễ quan sát. Và các bạn có thể nhìn thấy đây chính là biểu tượng của hệ thống cảnh báo trạch làn đường. Thì về cơ bản là cái bộ này nó hoạt động sẽ có đầy đủ tất cả 6 chức năng, ví dụ như là cảnh báo va chạm này, giám sát khoảng cách với xe phía trước này, cảnh báo trạch làn đường này, cùng với đó là những cái cảnh báo khác, ví dụ như giám sát khoảng cách trong đô thị này, rồi là nhận diện biển báo. Về cái hệ thống này nó hoạt động như thế nào ấy thì tôi sẽ có một cái video chia sẻ tiếp theo để cho quý vị và các bạn dễ tìm hiểu hơn. Còn nếu bạn là một người mà yêu thích những cái tính năng hỗ trợ lái xe an toàn thông minh, hiệu quả và tiên tiến thì các bạn có thể liên hệ với bên Thiên Minh để chúng ta tìm hiểu và lắp đặt dùng thử cái bộ sản phẩm này trong vòng 2 tháng hoàn toàn miễn phí nhé. Bộ sản phẩm này hiện đang được Thiên Minh lắp đặt miễn phí hoàn toàn trong vòng 2 tháng để cho quý vị và các bạn trải nghiệm. Sau khi 2 tháng nếu chúng ta thích, chúng ta thanh toán, còn nếu không thích thì bên Thiên Minh sẽ hoàn tiền và tháo bỏ bộ sản phẩm. Ở hàng ghế sau của chiếc Land Cruiser này thì ok, chúng ta sẽ ra hàng ghế sau một chút. Đây là cái hàng ghế thứ hai của chiếc Land Cruiser V8 này. Thì như thường lệ thôi, chúng ta vẫn phải một cơ cấu gập cơm. Đó, chạy bằng cơm. Đây tôi gập cho các bạn xem này. Đó, chỉ đơn giản như này thôi, hất lên. Đấy. Và hàng ghế thứ ba ấy thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục một cơ chế, đó là chạy bằng cơm. Đây là điểm rất là đáng tiếc. Với giá bán khoảng 4 tỷ thì tôi nghĩ ở Việt Nam đó là phù hợp cho một chiếc xe có một cái hệ thống vận hành tốt như thế này, và đặc biệt an toàn khi xe được trang bị tất cả các hệ thống liên quan đến phanh ABS này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, và đặc biệt là có 10 túi khí quanh xe. Chúng ta sẽ có túi khí ở tất cả các vị trí dành cho người lái này, dành cho hành khách, và những cái túi khí ở góc trước như thế này, góc trước góc sau chúng ta có đầy đủ, túi khí rèm chúng ta cũng có đầy đủ. Các bạn nhận xét thế nào về chiếc Land Cruiser này? Và dĩ nhiên rồi, 4 tỷ thì không thể nào so với 7 tỷ được. Tại vì 7 tỷ chiếc Land Cruiser Trung Đông có nghĩa là còn đắt hơn cả Mac GLS này, đắt hơn cả Audi này. Đó, chúng ta có một chiếc Toyota an toàn, mạnh mẽ và có giá khoảng 4 tỷ đồng. Thì chúng ta hãy lựa chọn chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe này thì đang có mặt tại Toyota Thăng Long. Và nếu quý vị các bạn có nhu cầu trải nghiệm, chúng ta có thể liên hệ với số hotline bên dưới để có thể qua tham khảo, tham quan, mua tham sắm sản phẩm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin chào.